Tết quê. Mỗi đứa trẻ sinh ra và được lớn lên trong vòng tay ôm ấp của mẹ, của bà, với những lời ru ngọt ngào sâu lắng, những lời ru quê kiểng mang mạch nguồn văn hóa đã từng ngày thấm đẫm vào giấc ngủ tuổi thơ, cánh cỏ cánh vạc tại nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Từng lời ru trải dài theo năm tháng mà nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ lớn lên biết yêu thương, trân trọng câu hát của bà. Có lẽ giá trị cội nguồn luôn được chở che, bồi đắp cho mỗi người. Bởi vậy quê hương bao giờ cũng là chùm khế ngọt, nơi nuôi dưỡng ký ức và cả hành trang để bước vào cuộc đời. Có lẽ văn hóa làng xã của một đất nước với nền nông nghiệp lâu đời có sức ảnh hưởng và là sợi dây buộc chặt mỗi cá thể vào một miền quê nhất định. Đặc biệt, những ngày chuẩn bị Tết đến xuân về thì mỗi đứa con xa quê đều mang một tâm trạng háo hức là được trở về bên căn nhà của mình, trở về sống với những gì thân thuộc nhất sau biết bao nhiêu năm tháng đằng đẵng tha hương. Mỗi một vùng quê nghèo đều trở nên giàu có trong suy nghĩ và tình cảm của con người. Tết đến, những đứa con xa quê, dù ở đâu, làm gì cũng đều dành thời gian cho chuyến trở về của mình. Giờ đây, cuộc sống hiện tại đang có nhiều sự thay đổi. Giá trị vật chất và mức sống đang từng ngày được nâng lên rõ rệt. Các nẻo quê nghèo trong tốc độ đô thị hóa đã đưa làng lên phố ở khắp nơi. Vóc dáng của mỗi vùng đất lại càng có thêm da thêm thịt, tươi thắm và rực rỡ trong nắng ban mai bên sắc hoa đào. Thời khắc đón một năm mới cũng đang đến gần. Trên khắp các nẻo đường, từ phố xá đến các tuyến đường, muôn nẻo quê hương đều đã được trang hoàng lộng lẫy. Mỗi người con đều cố làm những gì tốt đẹp nhất cho cái miền đất còn đầy nắng gió nhọc nhằn. Những chuyến xe khách cuối cùng trong năm đã và đang hối hả đưa từng đứa con xa quê trở về ăn Tết bên căn nhà sương khói của mẹ, của bà. Có lẽ những ngày cuối năm, bến xe khách trở nên nhộn nhịp hơn cả. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, những đứa con xa nhà giờ đều tụ họp lại nơi này để bắt đầu bước những bước chân run rẩy trên cái thảm cỏ xanh non mà những hạt sương đêm vẫn còn đẫm nước. Tết với các miền quê có biết bao nhiêu thứ phải lo. Bên những cánh đồng, những ngày tháng giá, những bà mẹ nông thôn đang tất bật hoàn thiện nốt các công đoạn cuối cùng cho một mùa gieo hạt. Tuy chưa phải là thời điểm gieo cây chính, thường thì vụ chiêm nông dân phải chờ đến giêng hai, tức là vào thời điểm ăn Tết Nguyên Đán xong mới đồng loạt xuống đồng. Tuy vậy, ở nhiều xứ đồng, những ngày cận kề cái Tết, cư dân nông nghiệp đã xuống giống gieo mạ trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Đã đành năm nào cũng vậy, địa phương nào cũng vậy. Vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán thường xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, khiến những rảnh mạ non nhọc nhằn âm ỉ bám rễ vào từng thớ đá, bám rễ vào từng mạch nguồn đất đai mà sinh trưởng. Thời tiết trong vụ chiêm xuân khắc nghiệt là vậy, song dường như mỗi rảnh mạ được gieo xuống đất đai đều nuôi giấu trong lòng mình sức sống bền bỉ và dẻo dai mà bước qua hành trình của tháng giá. Bởi hành trình của cây lúa nước trong vụ chiêm xuân là hành trình của thử thách và hy vọng, để mẹ ta chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, háo hức chờ những đứa con xa quê kịp về ăn Tết, kịp về thắp nén hương thơm lên bàn thờ tiên tổ. Trở về quê, thích nhất là được mẹ dắt tay xuống chợ phiên. Mỗi buổi chợ phiên,
đều đến hẹn lại lên. Xong dường như chợ phiên trong ngày áp Tết lại có một sức hút kỳ lạ với tất cả mọi người. Đám trẻ con trong cuộc sống hiện đại ngày nay không còn có cảm giác háo hức chờ đợi mẹ mua cho manh quần tấm áo mới để diện Tết hoặc để mang đi khoe với bè bạn. Tuy vậy, trong ý nghĩ và cả trong trái tim của đám trẻ, chúng cũng cảm nhận được phần nào những gì thân thuộc và cả những gì thiêng liêng nhất mà cái Tết mang lại. Chợ ngày Tết có biết bao nhiêu mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của con người. Văn hóa chợ tuy được hình thành cùng với sự phát triển của xã hội, song nó luôn chiếm một vị trí quan trọng, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa trong dịp Tết ở mọi nẻo chợ quê, mà chợ còn là dịp để người ta đến để thưởng thức giá trị về tinh thần. Trong mỗi một cộng đồng dân tộc, chợ ngày Tết đều mang một sắc thái riêng biệt. Và chợ những ngày này ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng sắc áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu đang tỏa ra cái ấm áp của cuộc đời, như xua đi những cơn gió hanh hao rét buốt. Mọi người xuống chợ ngày Tết, trên khuôn mặt ai cũng phấn khởi, bởi đây là thời điểm nông dân kết thúc một năm làm lụng vất vả. Họ xuống chợ để bán những mặt hàng làm ra trong năm và để mua về những thứ thiết yếu cho một cái Tết no đủ hơn. Ấy là nói về chợ Tết ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Còn chợ Tết ở nơi phố xá của rẻo đất miền Sơn Cước thì các mặt hàng có phần phong phú hơn. Không biết từ bao giờ, từ lúc nào, trên các tuyến phố nằm dọc theo bờ sông Lô thơ mộng này, những ngày trước Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, người ta bày bán la liệt các chậu hoa cảnh, các chậu hoa theo dáng thế bonsai để người thành phố chơi mấy ngày Tết. Và ở đây, dù nhu cầu làm đẹp, không gian của gia đình của miền Sơn Cước có nhiều thay đổi so với cuộc sống khá giả lên, song mọi người đi sắm Tết sẽ không thể thiếu một cành đào hay một gốc đào thế. Thú chơi đào ngày Tết là sản phẩm văn hóa được hình thành và tồn tại qua biết bao nhiêu đời người. Giống như những giọt nước phù sa bên dòng sông ngàn năm thao thiết chảy, trong tâm thức của mỗi người, ngày Tết không thể không có cành đào trong gia đình. Nhà nghèo hay nhà giàu, tất cả đều có chung một nhu cầu là vậy. Tất cả đều được gửi gắm bao nhiêu ước vọng về một năm mới tốt lành trong cái tươi tắn của sắc đỏ hoa đào. Dường như là mỗi dịp cuối năm, khi từng cơn gió mùa lạnh buốt thổi về thì màu hoa đào càng tươi tắn hơn. Bất chấp sương giá, bất chấp thời tiết khắc nghiệt đến mấy, càng rét đậm, hoa đào càng đua nhau trổ ra những chùm hoa xinh tươi với cái màu đỏ phớt hồng. Có lẽ hoa đào là một trong những loài hoa mà con người ta muốn gửi gắm niềm tin, ý chí và cả khát vọng vươn lên giữa cuộc sống đời thường còn biết bao nhiêu bộn bề lo toan vất vả. Người ta chờ đợi cái Tết đến trong cái sự háo hức và thiêng liêng. Nhưng khi Tết qua đi, tuy vẫn biết đó là quy luật của đất trời, song tất cả vẫn để lại trong sâu thẳm ký ức của mỗi người là sự tiếc nuối đến nao lòng. Từng cánh đào đã bắt đầu phai đi trước cái rét của riêng hai, để từ đây trên mỗi đầu cành khẳng khiu kia bắt đầu sẽ trổ ra những chiếc lộc mới tinh khôi. Sự sống tích tụ trong cả những ngày tháng giá rồi được dịp bùng lên sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Con người cũng gác lại sự tiếc nuối của mấy ngày Tết cổ truyền của dân tộc, lại cần mẫn
bắt tay vào công việc thường ngày trong cả nỗi lo toan mà tỏa về muôn ngả, muôn vùng quê của Tổ quốc.